Rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Quý vị thân mến, buổi sáng đó là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày khi mà cơ thể bạn được nạp đầy năng lượng sau một giấc ngủ dài. Và đây thì cũng là thời điểm mà não bộ, các cơ quan trong cơ thể của bạn ở trong trạng thái tràn trề nhựa sống. Vì vậy mà những thói quen buổi sáng của bạn sẽ quyết định rất nhiều đến ngày hôm đó và thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn sau này. Và chỉ với 30 giây mỗi sáng kiên trì thực hiện việc này, cơ thể bạn sẽ luôn khỏe mạnh, tràn trề sức sống và có thể loại trừ được bách bệnh. Hãy thử áp dụng cho riêng mình cách này, bạn sẽ thấy điều bất ngờ chỉ sau 5 ngày. Sáng sớm làm việc này, 30 giây mỗi ngày, bách bệnh đều tiêu tan. Thứ nhất, 30 giây quỳ gối. Ngồi quỳ thực tế vô cùng có lợi cho hông, có thể trị đau hông. Bởi vì nguyên nhân gây đau hông đa phần là do cột sống không đúng, máu huyết không lưu thông. Như vậy chỉ cần mỗi ngày vào buổi sáng bạn ngồi quỳ 30 giây là sẽ cải thiện được. Phương pháp ngồi quỳ: hai đầu gối xuống đất, bắp chân áp sát đất, phần trên cơ thể thẳng, mông ngồi trên bắp chân và gót chân, nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Khi ngồi quỳ, không đặt trọng lượng của toàn cơ thể lên trên hai chân mà dùng các cơ của chân để chống giữ cơ thể, để khoảng cách giữa mông và bàn chân có một khoảng của một tờ giấy. Khi chúng ta quỳ xuống, xương sống thẳng, cảm thấy toàn thân đang nổi nhẹ nhàng, như vậy không chỉ có thể phát triển một tư thế quỳ tốt mà cũng sẽ không làm đau đầu gối của mình. Thứ hai, 30 giây massage bụng thải độc. Xoa bụng có thể tăng lưu lượng máu ở bụng, cơ trơn, cơ ruột, tăng cường hoạt động hệ thống đàn hồi và tuyến dịch lympha trong nội tạng dạ dày, từ đó tăng cường tiêu hóa, hấp thụ thực phẩm, cải thiện rõ rệt nhu động ruột non, ruột già, thúc đẩy bài tiết, phòng và chống bí tiện đối với người già. Xoa bụng còn có lợi giúp tinh thần thoải mái vui vẻ. Trước khi ngủ, ấn xoa vùng bụng giúp ngủ nhanh, không bị mất ngủ. Phương pháp massage bụng: đầu tiên, massage từ tâm ức xuống dưới, sau đó massage từ hai bên xương sườn hướng về trước và xuống dưới. Khi tới chỗ cứng thì xoa tập trung. Phần bụng có 9 đường kinh lạc chủ đạo, massage như vậy có thể gọi là nhất cử lưỡng tiện. Khi massage phải thả lỏng phần bụng, hô hấp tự nhiên, không thể gò bó bản thân. Mỗi ngày khi thức dậy buổi sáng massage một lần, buổi tối chuẩn bị đi ngủ massage một lần. Bình thường rảnh rỗi cũng có thể massage, không cần tìm huyệt vị. Vâng thưa quý vị, nhịn ăn sáng không chỉ mang lại sự khởi đầu uể oải trong ngày, mà nếu tiếp tục nhiều ngày thì làm tổn hại đến sức khỏe về lâu dài và nguy cơ mắc nhiều bệnh. Trong thực tế, dù là người đang trong một chế độ ăn giảm cân hay không muốn tăng cân thì cũng cần phải có bữa ăn sáng, vì năng lượng từ bữa ăn sáng thường sẽ được sử dụng hết chứ không tích lũy trong cơ thể như là năng lượng từ những bữa ăn vào thời điểm chiều tối. Và nếu như bạn cố tình hoặc không có điều kiện để ăn sáng, về lâu dài bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe sau đây. Thứ nhất, suy giảm khả năng miễn dịch. Do nguồn năng lượng ở mức rất thấp nên cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn ở trong tình trạng quá sức. Hơn nữa, nếu nhịn ăn sáng đến khoảng 9 giờ hoặc 10 giờ trưa sẽ bị đói cồn cào, người nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Dần dần khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Thứ hai, bệnh tiểu đường. So với người ăn 3 bữa một ngày, nam giới không ăn sáng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 25%. Mức đường trong máu của cơ thể thường thấp vào buổi sáng và bữa sáng giúp bổ sung lượng đường trong máu. Nếu không có năng lượng ban đầu từ thực phẩm, bạn có thể cảm thấy cạn kiệt năng lượng và có thể sẽ dễ ăn quá nhiều vào cuối ngày. Các nhà khoa học thuộc các trường đại học Oxford, Cambridge và St. George London đã theo dõi trên 4.000 học sinh cấp 1 trong độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi, giám sát mức độ thường xuyên ăn sáng và khẩu phần ăn. Kết quả cho thấy, trẻ em không ăn sáng có nhiều dấu hiệu về máu liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn là trẻ ăn sáng đầy đủ.
Không ăn sáng, cơ thể không thể đáp ứng đủ các hormone điều tiết quá trình chuyển hóa lượng đường trong máu. Thứ ba, viêm loét dạ dày. Dạ dày luôn co bóp không, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Do ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài. Lâu dần, nó sẽ kết lại thành sỏi. Thứ tư, mắc bệnh mãn tính. Bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm. Để có sức lực, cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên hoạt động để tạo ra năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá, nó có thể tạo ra nhiều axit dẫn tới các bệnh mãn tính. Thứ năm, bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Trường Sức khỏe Cộng đồng Đại học Harvard phân tích thói quen ăn uống hàng ngày cũng như theo dõi các vấn đề sức khỏe của gần 27.000 nam giới ở độ tuổi từ 45 đến 82 trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 2008. Kết quả nghiên cứu khẳng định nguy cơ mắc các cơn đau tim hoặc tử vong do các bệnh tim mạch ở nam giới bỏ bữa sáng thường xuyên cao hơn tới 27% so với những người ăn sáng đầy đủ. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Circulation. Thứ 6. Kết sỏi ở mật. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật. Thứ 7. Ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Một cuộc nghiên cứu trên tờ Liên hợp Tảo báo của Singapore chứng minh rằng nếu trẻ em thường xuyên không ăn sáng thì có thể sự phát triển não của trẻ sẽ bị giảm, từ đó ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ. Thứ 8. Nguy cơ béo phì. Buổi sáng không ăn nên buổi trưa và buổi tối bạn phải ăn nhiều hơn để có đủ năng lượng. Trong khi hoạt động vào buổi chiều và tối lại không nhiều, thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể bạn ngày một tăng. Lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều. Điều này có thể dẫn đến bệnh béo phì. Thứ 9. Tốc độ lão hóa nhanh. Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng. Do vậy, dễ xuất hiện nếp nhăn, nhất là ở vùng mắt và mặt. Thứ 10. Hôi miệng. Một bài viết đăng trên tờ Tạp chí Nha khoa Quốc tế cho hay, không ăn sáng khiến các thanh thiếu niên có nguy cơ gấp đôi mắc chứng hôi miệng, bởi vì nước bọt có chức năng làm sạch miệng, mà ăn sáng có thể kích thích tiết nước bọt. Thứ 11. Táo bón. Nếu ăn đầy đủ 3 bữa trong ngày, cơ thể sẽ tự nhiên xuất hiện hiện tượng phản xạ dạ dày, đại tràng. Nếu việc ăn sáng không thành thói quen, lâu ngày có thể sẽ khiến phản xạ này mất kiểm soát, dẫn tới chứng táo bón.